Ôi, xin chào các bác. Kia là top 5 những khúc đẩy nền vang đang được bán chạy nhất, được nhiều người yêu thích âm thanh, yêu thích ca hát, tin dùng và lựa chọn. Và trong 5 cái sản phẩm này, 1, 2, 3, 4, 5 thì trong đó có cái 3 và cái 5 tính là hai cái sản phẩm phải nói là ai cũng phải đáng kinh ngạc. Cái sản phẩm cuối cùng kia mới là đáng chơi nhất, đáng sử dụng nhất. Và chúng ta cũng chờ xem là có cái gì đặc biệt nhá. Đi vào chi tiết các cái khúc đẩy nền vang ngày hôm nay. Ở đây em đang phân loại từ thấp lên trên cao. Đây là con X7 DAC này, thấp nhất này. Thứ hai là X12 này. Thứ ba là X22, tư là X23 và cuối cùng là X28. Và các sản phẩm này lần lượt nó sẽ có những cái gì khác biệt thì chúng ta sẽ đi vào. Đầu tiên là phiên bản huyền thoại, phiên bản X7 DAC. Phiên bản X7 DAC là tiền thân của nó, một phiên bản X7 DAC đời đầu ấy. Còn cái phiên bản này phiên bản Pro rồi, được nâng cấp rồi. Nói về cái phiên bản quá khứ một chút là phiên bản X7 DAC, nó đã nổi đình nổi đám cách đây mấy năm trước ấy. Em có làm một cái video bây giờ nó lên hơn 800.000 người xem. Và cũng chính vì video đấy sẽ là một cái cơn lốc, nó sẽ quật đổ những cái tư duy cũ, những cái suy nghĩ cũ của các bác từ ngày xưa. Ngày xưa chúng ta chỉ có thể chơi âm ly thôi. Nhưng mà cứ thực các bác là âm ly đã quá là hậu rồi. Cách đây 10 năm, 20 năm cũng nghĩ cũng quá rồi. Nó có rất nhiều các nhược điểm. Thứ nhất là nó khó sử dụng, rất nhiều nút quá, khó sử dụng này. Thứ hai là nó nhiều cái tồn động, như là ví dụ là không có chung hú. Mà karaoke mà không có chung hú nó gây ra rất nhiều các hệ lụy, ví dụ như là cháy chép này đúng không? Rồi công suất thì nó yếu nữa, làm chúng ta rất là bực mình khi mà chúng ta chơi những dòng loa công suất lớn thì nó không đủ đã, không đủ khỏe. Và chính vì nó còn rất nhiều các cái yếu tố khác, ví dụ như không có đủ các cổng kết nối như là Bluetooth này, quang này, vân vân, đúng không nhỉ? Thì đến bây giờ nó đã được loại bỏ hoàn toàn những cái nhược điểm đó rồi, thay bằng những cái bị công nghệ cao hơn, có chống hú này, có cổng quang này, có Bluetooth này, và một số những phiên bản mới cao cấp kia nữa, không cả điều khiển từ xa nữa. Và tất nhiên từ cái phiên bản này đã có giải mã DAC rồi, thì tích hợp luôn cả giải mã DAC. Thì nó làm nhiệm vụ là nó sẽ lọc cái tiếng nhạc từ internet, từ trên YouTube, từ trên mạng nhạc số đấy, thì qua cái giải mã DAC này là nó thay rất khác biệt hoàn toàn, nó rất là chi tiết, nó rất là ngọt ngào. Và những ai mà đã chơi những cái dòng âm ly số này rồi thì không muốn quay lại những dòng âm ly analog ngày xưa, tại vì cái âm ly analog ngày xưa thì phải có nguồn nhạc analog thì nó phù hợp, và bây giờ hầu hết là đều là nguồn nhạc digital, nhạc số hết rồi. Đây là phiên bản X7 Pro DAC, bản nâng cấp của phiên bản X7 ngày xưa. Phiên bản ngày xưa thì nó đã rất là hay rồi, nhưng mà phiên bản này thì đã được số hóa, cải tiến cái phần công suất cũng như là cái độ trong, độ sạch, độ chi tiết, cũng như là về cái phần chip số của nó thì nâng cao, đời cao hơn, cho nên cái trải nghiệm âm thanh thì nó khác biệt hoàn toàn so với phiên bản trước. Nói về cái trải nghiệm âm thanh thì phiên bản về sau này nó mềm tiếng hơn, nó nhạc tính hơn, nên là bass êm sâu và tiếng chép thì nó tơi, nó mịn, nó không có cảm giác hơi choi chói như phiên bản ngày xưa nữa. Và phiên bản này thì nó được thiết kế design lại cái phần mặt, cái giao diện của nó thì đẹp hơn, thì nó sang hơn, nó có một cái tấm kính chạy xuyên suốt từ bên này sang bên kia, soi gương được luôn ấy, rất là đẹp. Và nó thiết kế rất là cân đối, hài hòa các cái đường nét, rồi các cái góc bo tròn nhìn rất là mềm mại, chứ nó không còn cứng, thô cứng ngày xưa nữa, và không còn dối ngày xưa nữa. Ngày xưa đến nó cứ thực các bác là nó hơi nhiều chi tiết quá, đầy dối. Còn phiên bản này thì nó rất là gọn gàng, rất là tinh tế. Ở đây thì được trang bị được 3 cái cổng cắm mic ở phía trước, dành cho một số anh em dùng cho mic dây chẳng hạn, đúng không? Và mic không dây chúng ta sẽ dùng cái cổng cắm ở phía sau, thì em sẽ thiệu sau. Ở phía trước thì có một công tắc bật nguồn. Rồi màn hình thì ở phía mặt giao diện thì được chia làm hai, ở trên thì nó chỉ có đơn giản là hai cái nút to nhỏ của nhạc và to nhỏ của mic thôi. Đây là chiếc áp xoay tròn vô cực rồi các bác nhé. Và xoay tới đâu thì khi cắm điện ấy, nó sẽ màn hình nó sẽ nhảy theo tới đó. Và cái điều đặc biệt là phiên bản này thì chống trẻ em được, khi mà chúng ta đạt được một cái mức độ âm lượng nào đấy thì vặn hết cỡ nó chỉ lên đến đấy thôi, vặn nữa thì nó vẫn chỉ dừng lại mức độ vậy. Đây là cái điều đặc biệt ở những phiên bản đẩy số như bây giờ. Ở bên trong thì được tích hợp sẵn cả chống hú rồi, chúng ta có rất nhiều các chế độ chống hú. Đây là nút FX để chọn chế độ chống hú. Và đương nhiên chọn cái tín hiệu đầu vào đồng bằng nút input này. Thích chuyển sang Bluetooth thì ấn Bluetooth, cổng quang hay là vân vân, đồng CD gì đó tùy theo. Và đây là có 3 cái nút để tăng giảm chuyển bài khi mà chúng ta phát nhạc từ USB. Chuyển bài này, tăng giảm bài hát này, rồi tạm dừng hay chạy tiếp này, đúng không? Đây là phát nhạc bằng USB, rất hay. Có cả Bluetooth kết nối không dây vào đây luôn, hát rất tuyệt vời luôn. Ở phía dưới thì nó có rất nhiều các tinh chỉnh chìm sâu bên trong. Ở riêng cái phần này đó là mic ton, chỉ cho phần âm sắc của mic, tức là bass, trung và chép của mic. Tất nhiên phiên bản này thì có cả bass, trung trầm, trung cao và chép, thì nó rất chi tiết hơn so với phiên bản trước. Chỉnh được tùy theo từng linh động cho từng cái giọng hát từng người. Echo, delay và repeat, tức là về phần âm sắc của mic, cái echo vang nhẹ của mic ấy. Và bên này thì nó chỉnh mic volume, là chỉnh to nhỏ của từng mic một. Đấy, 1, 2, 3, tương ứng với 3 cái nút này. Và bên này thì mic music tone, tức là chỉnh về bass, trung trầm, trung cao và chép của nhạc. Đấy, giờ này thì nó đã loại bỏ cái phần ba lăng cân bằng loa,
thì cái ba lăng thực tế thì rất ít khi sử dụng, nhà sản xuất người ta đã thay đổi bằng bằng cái phím chỉnh trung cao lên rồi. Thì với cái giải âm thanh tận 4 equalizer này, chúng ta có thể chỉnh được theo sở thích của chúng ta, tùy theo từng bản nhạc, tùy theo từng phong cách chơi của mỗi người. Thì với cái thiết kế này nó tối giản mọi thứ rồi, những cái gì quan trọng nhất thì chúng em phải căn chỉnh cài đặt sẵn cho chúng ta. Cái ưu điểm là với người không biết gì về âm thanh thì chúng ta không cần quan tâm cái này nữa, chúng em đã cài đặt sẵn thì bật to nhỏ của nhạc và to nhỏ của mic là xong. Và ai mà có kiến thức chuyên môn hoặc là có am hiểu thì lúc đấy chúng ta có thể can thiệp bằng những cái phím tinh chỉnh này. Đây là một cái điều rất đặc biệt, rất tuyệt vời. Tức là nhà có trẻ em thì không lo nó nghịch ngợm hỏng hóc cả đúng không nhỉ, các bạn thoải mái. Rồi chỉnh bass chép này chỉ có dùng những cái vít hai cạnh mới chỉnh được thôi. Quay về phía sau thì cái này thiết kế nó rất là đẹp, nó nhỏ gọn, có cái lô quạt quạt làm mát ở đây. Rồi thiết kế 4 đường giao loa luôn. Ở đây là cổng A tức là dành cho một đôi loa A, cổng B dành cho một đôi loa B, tức là chúng ta có đánh đồng thời được hai đôi loa tương đương với 4 quả đấy. Thì đây là cho một loa, ở đây cho một loa, thì chúng ta cứ đấu một âm một dương ở đây cho một đôi loa. Và nếu mà nhà còn một đôi loa nữa mà công suất cho phép, chúng ta có thể đấu thêm một đôi loa vào đây. Và cái điều đặc biệt là khi mà chúng ta đánh hai đôi loa thì chúng ta lưu ý là cái trở kháng mà cái này nó hỗ trợ là 4 đến 16 ohm. Ví dụ như hai đôi loa 8 ohm như đấu song song lại với nhau như này thì nó vẫn đánh được hai đôi các bác nhé. Và nếu như loa là 4 ohm rồi thì chúng ta chơi một đôi thì cho nó an toàn hơn. Và với đằng sau đây thì chúng ta quan sát được có một cái dây nguồn nguồn liền luôn của cái cụ đẩy này, cái cầu chì. Nếu mà chập cháy quá tải thì chúng ta chỉ cần thay cầu chì này ra là hoạt động bình thường. Rồi đằng sau này thì có hai cái cổng cắm mic cho mic không dây. Nếu như anh em nào mà dùng mic không dây thì cắm đằng sau thì nó sẽ tiện hơn, nó gọn gàng hơn. Cổng quang chúng ta kết nối từ TV, đầu dây CD vân vân cắm vào đây thì tiếp luôn. Và cái điều đặc biệt là phiên bản này có cổng coaxial. Cổng coaxial là cổng đồng trục ấy, dành cho những TV nào mà không có cổng quang thì dùng cổng coaxial đồng trục. Rồi ở đây có thêm một đường mic out nữa để chúng ta có thể lấy tiếng mic mộc livestream vân vân. Ở đây thì có rất nhiều đường tín hiệu vào như CD này, rồi DVD này, rồi AC này vân vân. Và ở đây có một điều đặc biệt nữa, đường này đường line. Đường line là đường output ra đấy, để chúng ta có thể đưa tín hiệu ra loa siêu trầm hoặc là chúng ta đưa ra các cái thiết bị khác như là loa kéo hay âm ly khác. Chúng ta có thể chơi nhiều thiết bị đồng thời, hoặc là có thể lấy đường này để livestream đúng không nhỉ? Đấu vào điện thoại để chúng ta livestream. Và cái phiên bản này thì nó là sản phẩm chính hãng, thương hiệu Willow của Mỹ, công nghệ của Mỹ, được sản xuất tại Đài Loan. Sử dụng toàn bộ những linh kiện rất xịn sò. Và bên trên này chúng ta nhận diện bằng cái dập nổi logo Willow ở chính giữa phần lưng này. Ở đây có tem chính hãng bảo hành Nhật Giang. Và đây là tem bảo hành. Và tất cả sản phẩm này thì được bảo hành chúng ta trong vòng 1 năm. Nếu mà lỗi của nhà sản xuất thì chúng em sẽ đổi luôn cho các bác trong vòng 1 năm. Nếu mà hết thời gian bảo hành thì chúng em còn đồng hành liên cùng cho đến khi nào chúng ta còn sử dụng sản phẩm này thì thôi. Và lúc đấy thì nếu mà hỏng hóc linh kiện đâu thì chúng ta chỉ cần thay thế linh kiện chính hãng luôn là hoạt động lại bình thường. Và tiếp theo phiên bản nâng cấp của phiên bản X7 Pro DAC, đấy là phiên bản X12 Pro. Dựa trên thành công của những phiên bản X7 DAC ngày xưa đấy, thì bây giờ đã phiên bản X12 này thì nó có khác biệt một chút. Về ngoại hình thì chúng ta có thể so sánh nó không khác nhau nhiều lắm. Về cái ngoại hình chỉ khác nhau về công tắc bật nguồn này. Cái này công tắc ngang, còn đây là công tắc dọc. Và có cái thông số là X12 Pro DAC ở đây. Giao diện thì vẫn đẹp như vậy, công suất thì nó khỏe hơn, chất âm thì hay như vậy nhé, nhưng mà nó khỏe hơn. Với phiên bản này thì nó có thể đánh được những cặp loa bass 40 hoặc với những cặp loa mà bass 30 mà dạng như cỡ tầm 200-300W một đôi đấy, thì có thể đánh hai đôi luôn. Và công suất của nó thì theo công bố nhà sản xuất thì khoảng tầm maximum là 1000W một kênh ấy. Với dòng loa bass 40 mà quân 75 thì đánh tuyệt vời. Và phiên bản này thì được cải tiến một chút về phần cái tiếng echo. Thì em đánh giá cái tiếng echo của phiên bản này thì nó ngọt ngào hơn, nó nịnh giọng hơn so với phiên bản X7 Pro DAC kia một chút. Và cái phiên bản này thì đang có mức giá rất yêu thương bằng cái phiên bản X7 Pro DAC đời đầu thôi. Và giá của này thì 7.500.000 đồng. Còn cái phiên bản này thì nó đang khuyến mại còn có 6 triệu thôi. Có nghĩa là cùng hai phiên bản này thì nó chính nhau 1.500.000. Nhưng cái này thì công suất khỏe hơn nhé, nó có thể đánh được hai đôi bass 30 cũng vừa. Hoặc là đôi bass 40 hoặc 40 mà công suất lớn thì chúng ta có đánh một đôi. Và cái cách tinh chỉnh nó cũng tương tự như vậy, to nhỏ của mic, to nhỏ của nhạc, cũng chọn các chế độ mức độ chống hú, rồi chọn đường vào, tín hiệu đầu vào của quang Bluetooth hay là AC hay là CD, rồi cũng chọn được tăng giảm bài hát, chuyển tiếp bài hát, rồi tạm dừng bài hát khi mà chúng ta phát nhạc từ USB. Ở đây thì cũng có 3 đường cắm mic phía trước, rồi nguyên phần này thì cũng chỉ cho mic bass trung và trung trầm, trung cao và chép của mic này, echo, repeat, delay. Và bên này thì nó chỉnh cho âm lượng của từng mic một, rồi đây cũng chỉnh cho âm nhạc, âm sắc của nhạc bass trung, trung trầm, trung cao và chép đấy. Đấy thì với thiết kế nó cũng giống hao như nhau, cách sử dụng hao như nhau thì em đã có video hướng dẫn sử dụng hướng dẫn chi tiết cho cái phiên bản này rồi. Quay về phía sau thì chúng ta cùng quan sát một chút nó có thay đổi gì không.
thì theo cảm quan của em thì nó không có thay đổi gì nhiều. Chỉ có khác biệt là cái phiên bản này thì đã được dùng là dây nguồn rời, tức là chúng ta sử dụng dây phích cắm nguồn điện rời đấy. Còn cái phần đề kết nối thì nó tương tự như vậy thôi. Quạt làm mát này, cổng quang này, coaxial đồng trục này, mic out này, ba đường vào CD, DVD, AC, rồi có một đường ra này nữa để chúng ta có thể kết nối với loa kéo, loa trầm hay là bình ga. Bên này thì nó sẽ dành cho kênh bên trái, bên này sẽ dành cho kênh bên phải. Nếu mà đánh hai đôi thì nó khác biệt hoàn toàn với ngày xưa. Và nếu mà hai đôi tiếp theo chúng ta đôi song song ở đây nữa đấy. Và cái trở kháng tối thiểu mà nó có thể đánh được là 4 ohm, 4 đến 16 ohm. Nếu mà chúng ta đánh 2 đô la thì với trong cái trồng trở kháng như thế vẫn ok nhé. Còn tiếp theo phiên bản nâng cấp hơn, phiên bản cao cấp hơn phiên bản X12 này, thì có một phiên bản nữa là phiên bản huyền thoại. Sang phiên bản này thì nó đã khác biệt hoàn toàn so với phiên bản ngày trước. X7 và X12 Pro thì phiên bản này là X22 Pro thì nó được có nâng cấp rất nhiều thứ về phần chip xử lý này, về cái giao diện này, cho tới cái điều khiển từ xa. Phiên bản này thì nâng cấp hơn so với phiên bản trước mà nó có nhiều chế độ hát hơn. Cái phiên bản này thì được cài được bằng máy tính được. Các phiên bản trước kia là X7, X12 thì không cài máy tính được các bác nhé. Nó thiết kế tối giản để cho ai có thể sử dụng được. Sang phiên bản này thì nó chuyên nghiệp hơn. Thì nó có ba cái nút ở bên ngoài, một là to nhỏ của nhạc, hai là to nhỏ của mic, và ba là to nhỏ của vang nhại. Tất cả các phím thì đã được bằng số hóa rồi, nó không còn cái phím vặn bằng tua vít nữa mà là bằng chỉ bằng nút bấm. Và khi mà các bác mua bộ dàn này, những thiết bị này thì em sẽ cài sẵn chúng ta rất nhiều chế độ hát, ba chế độ hát và ba chế độ nghe nhạc. Ba chế độ hát thì dành cho người mới tập hát, người không biết hát, và chế độ người hát chuyên nghiệp như ca sĩ chẳng hạn. Ở chế độ nghe nhạc thì chế độ nghe nhạc bolero, nhạc DJ remix và chế độ xem phim. Em cài sẵn chúng ta 6 chế độ như vậy rồi. Và hầu hết những anh em mà đã chơi những cái đẩy liền vang này thì là cho em cảm nhận âm thanh rất tuyệt vời, trong trẻo, ngọt ngào, chi tiết, và đặc biệt là chơi nhạc số trên mạng, trên internet số ấy, nó bên trong nó tích hợp luôn cả giải mã DSP này, làm cho cái âm thanh rất ngọt, chi tiết, lung linh và hát karaoke rất là nhẹ nhàng. Và cái điều đặc biệt phiên bản này ấy, nó có hai màu nhé, màu đen và màu vàng gold. Thì hai màu này thì chúng ta có thể tùy theo lựa chọn theo mic và theo cái không gian nội thất chúng ta nữa. Không gian nội thất mà sáng màu hoặc nhiều đồ gỗ chúng ta có thể chọn màu vàng gold. Và anh em nào không gian tối màu chúng ta có thể chọn màu đen, tùy theo các bạn nhé. Thì cái phiên bản này thì nó tích hợp rất nhiều các công nghệ Bluetooth này, cổng quang này, giải mã DSC này, DSP này. DSP là xử lý tín hiệu số đấy, cho nên cái tiếng echo, tiếng reverb rất là tuyệt vời. Và cái phiên bản này thì có echo riêng và có reverb riêng rồi nhé. Thì ai mà thích hát echo riêng cũng được, ai hát người reverb riêng cũng được. Em đã cài sẵn cho chúng ta chế độ như vậy và chúng ta chỉ bấm trên điều khiển thôi. Cái này cũng có khóa trẻ em được, ví dụ là vặn đến một cỡ nào đấy nó chỉ hết cỡ như vậy thôi, không thể to hơn được. Nó có thể chống chập cháy cho bộ dàn âm thanh của chúng ta. Và cái phiên bản này thì công suất của mắc nó lên 1000W ấy, cũng tương đương với con X12 nhưng mà nó hiện đại hơn rất nhiều. Và phiên bản này thì đánh được rất nhiều các loại loa, nhà sản xuất người ta đã tinh chỉnh cho cái giải tần hoạt động ấy, từ 20Hz cho tới 20kHz. Nên hầu như tất cả những loại loa trên thị trường hiện nay chúng ta đánh với X22 rất tuyệt vời. Đây là lý do vì sao con X22 này trong cái bộ dàn cao cấp mà bán rất chạy, hầu hết là đều sử dụng lấy X22, trừ những trường hợp đặc biệt, ví dụ như là trường hợp là anh em có điều kiện tài chính hạn hẹp thì mình chơi X7 hoặc X12, còn hầu hết là chơi X22. Và ai VIP hơn, những bộ dàn cao cấp hơn thì chúng ta sẽ có những hai sản phẩm tiếp theo kia. Phiên bản này thì gần như là đầy đủ ăn chơi thì các bạn nhé. Nếu mà trong gia đình hầu hết lựa chọn phiên bản X22 này. Và quay về phía sau chúng ta cùng quan sát, nó sẽ có các kết nối như sau. Cũng có dây nguồn rời đúng không ạ? Chúng ta có thể sử dụng dây rắc nguồn ngoài rút ra để cho nó gọn gàng này. Và bên này đặc biệt nó có thêm cái đường để chúng ta có thể lấy nguồn điện lên trên mic không dây, lấy loa trầm từ đây cũng được. Tức là chúng ta không cần phải tốn dây rắc nữa. Mic có thể cắm ở đây để lấy nguồn, hoặc là trầm, loa siêu trầm cắm ở đây để lấy nguồn luôn. Tức là cái này nó giống như cái quản lý nguồn luôn đấy đúng không ạ? Tắt cục đẩy thì tắt luôn cả cái nguồn điện này. Cái này rất hay. Mà đến thời điểm hiện tại rất ít những thiết bị nào mà có cái trang bị cái này. Và đây thì nó cũng trang bị chúng ta 4 đường ra loa, 2 đường dưới dạng Newchick, đây, speaker đúng không ạ? Và 2 cái đường dưới dạng bông sen và bắp chuối. Đây là một âm một dương ở đây cũng thế. Chúng ta có thể đánh đồng thời 4 quả loa. Nhưng mà tùy theo công suất của loa. Nếu mà loa một công suất vừa phải thì chúng ta có thể đánh 2 đôi. Nếu bát 30, 2 đôi vừa phải, như là 200W một đôi ấy, thì chúng ta đánh 2 đôi luôn. Hoặc là bát 40 công suất lớn, ở bát 40 côn 75 chẳng hạn ấy, thì đánh một đôi thì là thoải mái rồi các bác nhé. Vì gia đình chúng ta chỉ cần chơi như thế là thoải mái rồi. Đây là quạt làm mát này. Và đây thì cũng có 3 đường cắm mic ở phía sau nữa. Có thể dùng cho mic không dây hoặc có dây đều được nhé. Và chỉnh tinh chỉnh to nhỏ từng mic một. Tất nhiên phiên bản màu đen thì nó sẽ hơi khác một chút, nó bố trí trên dưới khác nhau nhưng về cơ bản nó giống nhau. Ở đây có đường tín hiệu đầu vào, bông sen BGM hoặc AUX. Ở đây thì có đường cổng quang, optical. Và ở đây thì có rất nhiều các đường khác nữa để chúng ta có loa siêu trầm này. Ở đây chúng ta có thể chỉnh tiếng trầm riêng, có một đường riêng, tiếng trầm sâu mềm, uy lực mạnh mẽ hay là chắc gọn.
thì chúng ta có thể cắt được ngay trên phần mềm trên máy tính được. Và cái đường ngang siêu trầm thì chỉ có một đường cắm, và có thể đưa ra đường center cho những hệ thống nào mà nhà các bác của Omni là đánh cho ngang center được. Rồi đường MLMR là chúng ta có thể được câu sang Omni khác, cục đẩy khác, rồi chiếc loa kéo khác chẳng hạn, hoặc là sang một Omni khác. Đây là chính là đường ra, hoặc là chúng ta có thể lấy đường này để live stream cũng được. Thế thôi, và thiết kế đơn giản như vậy. Cũng là sản phẩm chính hãng, thương hiệu WeWork của Mỹ, công nghệ của Mỹ, được bảo hành chúng ta 1 năm, sản phẩm lỗi được đổi luôn các bác nhé. Và hết thời gian bảo hành chúng em hỗ trợ cho các bác sửa chữa nếu như có phát sinh. Rồi sang phiên bản cao cấp hơn thì có một phiên bản X23 nữa, nó cao hơn cả phiên bản X22 như vừa rồi. X23 thì cũng thiết kế màu vàng gold và có phẩm phiên bản màu xám nữa. À, đây là box sưu luôn các bác. Phiên bản này cũng có một cái màn hình ở chính giữa đây, rồi 3 cái nút chỉnh to nhỏ mic, to nhỏ vang nhạc và to nhỏ nhạc. Thì nó khác gì phiên bản X22. Phiên bản X23 thì nó công suất mạnh hơn này, lên 1.200-1.300W một kênh ấy. Và cái điều đặc biệt nữa là phiên bản này thì chip xử lý DSP của nó cao cấp hơn so với phiên bản X22. Chip này là chip analog design của Mỹ, được rất nhiều anh em yêu thích những cái phiên bản như gọi là vang số trong cái phòng hát kinh doanh, phòng trà, quán bar ấy, sử dụng đều chip cao cấp như vậy. Thế nên là phiên bản chuyên nghiệp rồi. Và đến phiên bản này thì cái lời ca tiếng hát em cảm giác nó rất sành điệu, nó du dương, nó êm ái và nó chuyên nghiệp ấy. Bây giờ thời đại cực kỳ hiện đại, tích hợp tất cả trong một rồi, chỉ cần duy nhất một cục đẩy liền vang này thôi, như là một quán hát. Xin mời chúng ta cùng nghe thử và trải nghiệm thử nhá. Sương trắng rơi, vai tôi ướt lạnh mềm, chim muông buồn dù nhau bay về đâu, ngăn ngỡ lũ vườn gọi nhau. Nào những khi ôm đem súng tê tay, đắm mắt theo bao hư áo thơ dài. Rồi cũng như tiếng nhạc của nó rất trong. Đến đến X22 nữa hay, nhưng sang phiên bản X23 nữa còn hay hơn nữa. À, và tất nhiên là phiên bản này cũng đắt hơn. Có cái bản màu xám và màu vàng thì thực ra hai bản nó chỉ khác nhau về màu sắc thôi, còn về cái chất âm thì như nhau và cái cách thức sử dụng cũng như nhau. Nó giống như phiên bản X22, đó là có điều khiển từ xa, có echo riêng, có reverb riêng, rồi có cả DAC giải mã, rồi có DSP chỉnh cho cái tiếng mic nó chuyên nghiệp này, hát sành điệu này, rồi có nhiều chế độ hát em cài sẵn chúng ta rồi. Rồi cái phiên bản này thì có báo clip, ví dụ như đánh như trường hợp đánh quá tải chẳng hạn, hoặc là đối tới ngưỡng của nó sẽ báo đấy để chúng ta chơi cho an toàn hơn. Và phiên bản này thì có thể đánh được bát 40, côn 75 hoặc là 2 đôi bát 30 tùy theo, tùy từng loại. Nhưng mà em đánh giá trong gia đình thì chúng ta chỉ cần đánh một đôi thôi. Nếu mà thích công suất lớn thì chơi bát 40, hoặc công suất vừa phải thì chơi bát 30 và thêm quả loa siêu trầm nữa. Tại vì chơi nhiều loa không phải là cách hay, và em sẽ làm video sau để giới thiệu cho các bác. Ở cái phiên bản này thì cũng có đầy đủ công cụ kết nối, Bluetooth có này, giải mã cổng quang có này, rồi đồ đọc USB có này, gần như là đầy đủ các cổng ăn chơi, rất là đẹp. Phiên bản này thì nó hao hao như phiên bản X22 thôi, nhưng mà phiên bản này nó dành cho những người chuyên nghiệp nhé. Bên trên cũng có dập logo dập chìm của WeWork ở đây, hàng chính hãng luôn các bác. Tất cả sản phẩm đều có dập logo WeWork này, và em nói không có hàng giả hàng nhái các bác nhé, tất cả sản phẩm đều như vậy. Và quay về phía sau thì sang phiên bản chuyên nghiệp thì chúng ta sẽ thấy được cái sự thiết kế, cái phần tín hiệu giam khác hoàn toàn, nó giống như một chiếc vang số đúng không nhỉ, nhưng mà nó là một cái cục đẩy luôn, tức là nó có thể hoạt động độc lập, không cần phải vang bên ngoài nữa, không cần bất kỳ cái gì nữa. Đây nó cũng có hai đường ra cho loa, dưới dạng là ca đông và hai đường dạng là bắp chuối. Thì chúng ta tùy theo cái loa mà chúng ta đang chơi, ví dụ như là chúng ta đánh một đôi thì chúng ta đấu một đường nào cũng được, và đánh hai đôi thì chúng ta có thể đấu kết hợp ở dạng bắp chuối này. Đằng sau thì có hai đường cắm mic nữa để cho mic không dây. Và đây thì chúng ta thấy được là các cái dạng tín hiệu kết nối qua đường ca đông, cái này thì xuất hiện trong những dạng vang số chuyên nghiệp thôi đúng không nhỉ. Nhưng ở đây thì thiết kế luôn cho chúng ta cái đường kết nối là như vậy, thích cắm loa siêu trầm với dạng ca đông ở đây, ở đường center là ca đông ở đây, còn lên lắp lên loa để đấu số cục đẩy, đấu âm đi khác, đúng vân, đấu sang loa kéo khác. Hoặc nếu mà không dùng cái đường này thì chúng ta có thể sử dụng cái đường bông sen ở đây. Đường bông sen cũng có đường cho loa súp riêng, đường center riêng, đường main lap, xin lỗi, ở đây thì có đường input. Chúng ta sẽ có hai đường input là đỏ trắng ở đây thôi, đã được loại bỏ những cái đường kết nối dư thừa bên ngoài rồi. Và ở đây thì có đường kết nối coaxial và đường cổng quang. Tất nhiên là đủ các cổng ăn chơi, chúng ta kết nối với đầu đĩa, CD, đồ giải mã, vân vân, hay từ TV đều qua cổng này đều được các bác nhé. Và đây là quạt làm mát, và đây là một vài cái thông số tần số đáp tuyến. Trong phiên bản này từ 20Hz tới 20kHz, tức là nó có thể đánh được tất cả các loại loa trên thị trường hiện nay. 25, 30 đều chơi được hết. Con này tiếng rất hay, đánh giá cái con phiên bản này rất chuyên nghiệp này. Và tất nhiên nó đắt hơn, giá niêm yết con này là 15 triệu, con này có 9 triệu thôi. Rồi quay phiên bản này, phiên bản VIP đây. Quay sang phiên bản VIP này là phiên bản X28. Đây có thể nói trùng cuối của cái dòng đẩy liền vang mà em đang có.
nó vừa hầm hố hơn này. Nhìn nó có vẻ rất là nam tính, rất đàn ông. Và nó có một cái khác biệt hoàn toàn, đó là một cái màn hình rất lớn ở dạng phải chính giữa. Và nó thiết kế rất cân đối, cái dạng đối xứng. Và phải nói là đến phiên bản này thì nó rất nặng. Phiên bản này nặng hơn rất nhiều so với phiên bản trước. Và nặng hơn và dày hơn, sâu hơn, dày hơn, nặng hơn. Và đồng nghĩa với công suất nó rất mạnh. Nó có thể đánh được với cổng la bát 40 căng nét, 30 đôi. Với công suất của nó, theo thông báo của nhà sản xuất, nó khoảng tầm 1.300 watt một kênh. Với công suất như vậy thì chúng ta có thể chơi được gần như là không phải lo nghĩ về cái loa trên thị trường nữa, đúng không ạ? Kể cả những loa cứng đầu như kiểu là DX 13.5 của em, Abad 35 ấy, hoặc là những đôi loa FF18, Abad 30 đôi ấy, để đánh được hết thoải mái. Và cái khác biệt ở đây là gì? Chúng ta cùng quan sát với một cái thiết kế nó đương đồng với lại các dòng X22. Đây là to nhỏ của nhạc, đây là to nhỏ của mic. Và cũng là phím xoay tròn vô cực, và xoay từ đâu thì màn hình nó sẽ hiện nhảy số theo từ đó. Khi mà sử dụng ấy, thì có nhạc nó sẽ nháy theo hiệu nhạc ở đây, rất là đẹp, sóng nhạc. Và cái thiết kế phía trước thì cũng có một đường cắm là kết nối cho máy tính. Đây là đường cho đầu đọc USB. Rồi đây tăng giảm âm lượng của effect, tăng giảm vang nhạc ấy. Cái này nữa khác biệt là có cái chức năng loudness. Khi mà tắt chức năng loudness thì nó sẽ tập trung vào cái lời ca tiếng hát, làm cho cái lời ca tiếng hát nó sáng hơn, nó bật hơn. Khi mà chức năng loudness nó sẽ làm cho cái tiếng nhạc nó ngọt ngào này, bass êm sâu, chép tí tách len keng. Những ai mà chơi âm ly Nhật thì đều biết có cái tiếng năng loudness rất hay. Cái điều đặc biệt ở những phiên bản X28 này, cái điều đấy là ai mà thích nghe nhạc nhiều chúng ta chơi này rất hay. Cái mode này thì là các cái chế độ mà em đã cài sẵn cho chúng ta này. Chế độ KTV1, KTV2, chế độ CB900, chế độ DJ thì em đã cài sẵn cho chúng ta rồi. Tùy theo cái sở thích của mỗi người, tùy theo giọng hát mỗi người, chúng ta cứ bấm chế độ này. Tất nhiên có điều khiển từ xa nhé, chúng ta có thể dùng trên điều khiển từ xa. Và chỉ ngoài chỉnh máy tính ra, em đã cài sẵn thì chúng ta có thể chỉnh bằng tay được luôn. Ở trong cái phần effect equalizer thì chúng ta có thể chỉnh được rất nhiều các cái hiệu ứng ca hát, ví dụ là thích nhiều vang, nhiều nhại, nhiều echo, nhiều reverb thì chúng ta có thể trộn ở trong này. Nếu như chúng ta là người biết sử dụng, đúng không ạ? Không có thì em đã cài sẵn rồi. Và chúng ta có thể thay đổi theo ý mình được nhé. Có video hướng dẫn rất chi tiết rồi. Và mic equalizer thì chúng ta có thể chỉnh được cái tiếng mic trầm ấm này, tiếng mic thanh mượt, tùy theo cái giọng hát của mỗi người, đúng không ạ? Lúc đấy thì chúng ta có thể chỉnh chi tiết trên sau, tức là nó giống như một cái phần lọc xì ấy, một cái equalizer được tích hợp sẵn trong này. Đến phiên bản này gần như là nó đã thay thế hoàn toàn cho các thiết bị rời bên ngoài, như đẩy rời, vang rời, nâng tiếng, nén tiếng, giải mã, đúng không ạ? Nó gộp lại tất cả trong một rồi. Chỉ có điều chúng ta khai thác như nào thôi. Thì với những ai mà không biết sử dụng thì chúng ta sẽ cài sẵn cho chúng ta, ghép nó đúng cho bộ. Ví dụ là cái cục đẩy này đánh với cái loa gì, ví dụ như đánh với loa của chúng em thì chúng em cần căn chỉnh sẵn rồi. Hoặc là nhà các bác có loa sẵn rồi thì chúng em báo cho chúng em dùng cái loa gì, chúng em cài sẵn cho. Được, chất âm rất hay. Cái phiên bản này thì có hai màu, phiên bản màu đen và màu vàng gold. Ở đây phiên bản màu vàng gold các bác nhé, cũng là một sản phẩm chính hãng thương hiệu Vivo của Mỹ, được dập chìm logo ở đây. Và quay về phía sau, vâng, phải nói phiên bản này nặng hơn rất nhiều so với phiên bản trước. Đây đằng sau thì là quạt tản nhiệt làm mát rồi. Đây cũng là sử dụng dây nguồn rời, và bên trên cũng đặc biệt là có một cái đường cấp nguồn cho các thiết bị khác, ví dụ mic không dây chúng ta cắm ở đây, hoặc là loa siêu trầm cắm ở đây cũng được. Ở đây thì cũng sử dụng hai cái đường kết nối theo cái kiểu truyền thống của cái hãng Vivo này, Music và đường để ra bắp chuối như này. Thì tùy theo các bác số lượng loa mà chúng ta chơi, thường thì chúng ta đánh được tối đa là 4 quả loa tương đương cho hai đôi, nhưng mà với điều kiện là nó phải là từ 4 đến 16 ohm các bác nhé. Cái này đánh được giải rất là rộng, từ 4 đến 16 ohm, và giải tần số hoạt động từ 20Hz cho tới 20kHz. Thì gần như là tất cả những loa trên thị trường hiện nay đều chơi hết, kể cả những loa khó tính, cứng đầu đều có thể ra chất âm rất ngọt ngào. Và loa càng hay thì nó ra chất âm càng hay. Và ở đây thì chúng ta có thể thấy được rất nhiều các cổng kết nối. Đây là đường vào này, ở dưới dạng tín hiệu bông sen là BGM và DVD. Ở đây có thêm đường cổng quang. Và bên này thì có đường ra giữa ML và MR, chúng ta có thể lấy xuống âm đi, xuống âm đi khác này, xuống loa kéo này, ở xuống thu đẩy khác này. Đường SUB là dành cho loa siêu trầm này, và đường center dành cho loa center. Đằng sau thì có thêm 3 cổng các mic nữa, 1, 2, 3, tương ứng với đó là 3 cái nút tăng chỉnh âm lượng của từng mic một. Rồi về phần thiết kế thì nó cũng không có khác nhiều so với phiên bản trước, đúng không ạ? Vì nó thiết kế tối giản nên ai cũng có thể sử dụng được. Và với 5 thiết bị như này, 5 cái sản phẩm ngày hôm nay, đây là sản phẩm công nghệ mới nhất của năm 2023, đã được rất nhiều anh em yêu thích và ủng hộ. Và chúng em đã bán rất nhiều những sản phẩm này trong suốt thời gian vừa qua, hoạt động rất ổn định và chất âm rất hay, và nó phù hợp cho không gian gia đình vì nó thiết kế nhỏ gọn để cho ai cũng có thể sử dụng được, và cái độ bền cũng như là độ linh hoạt trong quá trình sử dụng. Đây là cái điều mà em muốn nhấn mạnh tới. Sản phẩm chính hãng bảo hành chúng ta trong vòng 1 năm, lỗi sẽ được đổi các bác nhé. Và hết thời gian bảo hành thì em có sẽ còn đồng hành đến cùng, nhưng khi nào chúng ta còn sử dụng sản phẩm này thì thôi. Và địa chỉ Hoàng Long chúng em tại 107 Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội, và chúng em sẵn sàng ship hàng toàn quốc cho tất cả các bác. Em xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.